Kính chào quý vị và các bạn. Trong video này, kênh Học Cờ Tướng Online sẽ gửi tới các bạn ván cờ đỉnh cao đánh trong giải cờ tướng thế giới năm 2023 giữa Việt Nam và Trung Quốc. Bên đỏ đi tiên là danh thủ Lại Lý Huynh của Việt Nam và người cầm mền đen là cao thủ rất mạnh của kỳ đàn Trung Hoa Thiên Mã Vương Mệnh Thần.吃。 吃。 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 吃。
吃 吃 吃
军。吃。吃。Từ hình cờ trên sau phần cờ cho thoái tượng vệ bắt mã đến từ bên đen của thiên mang Vương Mệnh Thần thì hai bên đồng ý hòa cờ trong bối cảnh trên. Kênh Học Của Tướng Online vừa gửi tới các bạn phần đấu trên. Xin kính chào và hẹn gặp lại.